Ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Ất Mão sinh năm 1975, cát tinh tương trợ, lộc giàu bất tận, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Ất Mão thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Ất Mão, Ất Mão đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Ất Mão không ai có nghĩa vụ phải tư xử tốt với bạn, trừ cha mẹ, còn với những người tốt với Ất Mão, Ất Mão nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Ất Mão cũng cần phải có chút đề phòng, bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ, họ tốt với Ất Mão không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Ất Mão, không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Ất Mão. Vì thế, nếu sau này người Ất Mão yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Ất Mão có thể đặt niềm tin, Ất Mão cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Ất Mão đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích, người ta tham vọng sống lâu. Nhưng Ất Mão chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày, hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Ất Mão. Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Ất Mão, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Ất Mão, Ất Mão hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn Ất Mão lắng lại, rồi nỗi đau của Ất Mão cũng sẽ dần biến mất. Ất Mão đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Ất Mão có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Ất Mão có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Ất Mão không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Ất Mão tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Ất Mão. Hãy nhớ điều này, nếu không, Ất Mão sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn. Ất Mão ít khi gặp mọi người, nhưng Ất Mão hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ. Hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Ất Mão hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng Ất Mão đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách, chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Ất Mão hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Ất Mão nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Ất Mão, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người, cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị Ất Mão phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Ất Mão thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video. Lộ diện tháng phát tài lớn nhất Tất Mão 1975, cát tinh tương trợ, lộc giàu bất tận đúng 3 tháng tới, nhằm dự ngôn. Luận giải tổng quan tử vi hàng tháng cho quý bản mệnh Ất Mão được xa hơn, để bản mệnh Ất Mão có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến số xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên, Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng, dù những dự ngôn luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Ất Mão hoan hỷ đón nhận. Thưa quý cô bác anh chị Ất Mão, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới, đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch, vận trình của bản mệnh Ất Mão sẽ có cả hung lẫn cát.
Nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Ất Mão tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Ất Mão cũng có thể biết trước được thiên cơ. Để xoay chuyển càn khôn, dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi Ất Mão tháng 3 âm lịch năm 2024. Tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng đặc biệt đối với bản mệnh Ất Mão. Đây là thời điểm thiên diêu, sao tài lộc ghé thăm cung mệnh của Ất Mão, mang đến cho bản mệnh những cơ hội vàng để thể hiện khả năng và sáng tạo của mình. Đây cũng là thời điểm Thái Dương cát tinh, sao may mắn hỗ trợ cho bản mệnh trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Vậy làm thế nào để Ất Mão có thể tận dụng tối đa những nguồn năng lượng tích cực này? Về khía cạnh công việc, sự nghiệp, Ất Mão có thể tự tin rằng đây là thời điểm thuận lợi nhất trong năm. Thiên diêu là sao chủ về tài lộc, sự giàu có và thành công. Khi thiên diêu ghé thăm cung mệnh của Ất Mão, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để kiếm được nhiều tiền, được thăng tiến hoặc nhận được những đánh giá cao từ cấp trên. Đây cũng là thời điểm để Ất Mão phát huy tài năng và sáng tạo của mình. Ất Mão có phong cách làm việc độc đáo, thông minh và linh hoạt. Bản mệnh có thể áp dụng những ý tưởng mới mẻ vào công việc để tạo ra những điểm nhấn khác biệt và thu hút sự chú ý. Đừng ngại ngùng hay e dè khi thể hiện bản thân, bởi đây chính là lợi thế của Ất Mão so với những người khác. Thái Dương cát tinh cũng là một sao mang lại may mắn và hạnh phúc cho bản mệnh. Khi Thái Dương hỗ trợ cho Ất Mão, bản mệnh sẽ có được sự tự tin, quyết đoán và năng động trong cuộc sống. Bản mệnh sẽ có được sự giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục cao và sự hòa hợp với mọi người xung quanh. Bản mệnh cũng sẽ có được sức khỏe tốt, tinh thần vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Bản mệnh sẽ trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình trong thời gian này. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng suôn sẻ và thuận buồm xuôi gió. Tử vi cũng cho biết rằng, Ất Mão có thể gặp phải một số khó khăn và bất đồng trong gia đình. Nguyên nhân là do tương hại, sao xấu, gây ra những trở ngại và phiền toái cho bản mệnh. Tương hại có thể khiến cho bản mệnh gặp phải những tranh cãi, mâu thuẫn hoặc hiểu lầm với người thân trong gia đình. Bản mệnh cũng có thể cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu sự quan tâm và giúp đỡ từ những người thân yêu. Bản mệnh cũng có thể gặp phải những khó khăn trong việc thực hiện những kế hoạch hay dự định của mình, bởi có sự cản trở từ phía người khác. Trước những tình huống khó khăn này, Ất Mão cần phải bình tĩnh và khôn ngoan. Bản mệnh không nên để cho cảm xúc chi phối hành động, mà nên cố gắng lắng nghe và hiểu quan điểm của người khác. Bản mệnh cũng nên tự tin vào bản thân và có thể tự quyết định và giải quyết vấn đề một cách chủ động. Bản mệnh không nên quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác, mà nên tự lập và tự chủ. Dù sao, Ất Mão cũng không nên quá lo lắng hay bi quan, bởi vì bản mệnh vẫn có được sự hỗ trợ của Nguyệt lệnh Mộc dục, sao tốt, mang lại cho bản mệnh sự lạc quan, hy vọng và niềm tin. Nguyệt lệnh Mộc dục cũng giúp cho bản mệnh có được sự thông minh, sáng suốt và linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề. Bản mệnh có thể nhìn lại những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được trong quá khứ để có thêm động lực và sức mạnh để vượt qua những thử thách tiếp theo. Ất Mão là một trong những con giáp có tính cách hiền lành, chân thành và biết quan tâm đến người khác. Ất Mão luôn cố gắng làm hết sức mình trong công việc và cuộc sống, không ngại khó khăn và thử thách. Trong tháng 3 âm lịch năm 2024, tuổi Ất Mão sẽ có những điểm nhấn tích cực về khía cạnh tài lộc, dù không phải là rực rỡ như mong đợi. Nếu Ất Mão mong muốn có cuộc sống giàu có hơn, Ất Mão được khuyến khích không ngừng làm việc thiện, giúp đỡ người khác mỗi ngày. Việc dùng một phần tiền bạc để làm việc thiện và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn được xem là một cách tốt để tạo ra sự giàu có, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Khi Ất Mão biết chia sẻ và lan tỏa yêu thương, Ất Mão sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Mặt khác, theo luận giải mới nhất, Ất Mão cũng cần thận trọng hơn trong chuyện tiền nong do ngũ hành xung khắc. Có thể vì vội vàng mà Ất Mão có chút nhầm lẫn hoặc để mất tiền. Do đó, nếu có thể, Ất Mão nên nhờ người khác kiểm tra kỹ thông tin, giấy tờ trước khi chuyển tiền đi để tránh những rủi ro không đáng có. Theo tử vi cho thấy, tuổi Ất Mão sẽ có đủ thu nhập để trang trải cuộc sống và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của bản thân và gia đình trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Điều này cho thấy sự ổn định và no đủ trong cuộc sống tài chính của Ất Mão. Ất Mão không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, mà có thể tập trung vào những mục tiêu và hoài bão của mình. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là Ất Mão không nên so sánh hoàn cảnh của mình với người khác, bởi mỗi người đều có phúc phần riêng biệt. Nếu Ất Mão luôn ganh tị và ghen ghét với những người có cuộc sống giàu có hơn, Ất Mão sẽ không thể hài lòng với những gì mình có được. Điều này sẽ gây ra những cảm xúc tiêu cực và ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của Ất Mão.
tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng đầy biến động và thay đổi cho tuổi Ất Mão, theo tử vi. Ngũ hoàng bay về phương Tây Bắc trong tháng này có thể mang lại nhiều trở ngại và khó khăn cho bản mệnh, đặc biệt là trong việc di chuyển và công việc. Tuy nhiên, nếu biết cách chủ động và linh hoạt, tuổi Ất Mão cũng có thể tận dụng được những cơ hội và lợi ích từ ngũ hoàng. Do đó, hãy cẩn trọng hơn khi phải đi xa trong thời gian này, tránh để bản thân vướng vào những rắc rối không đáng có. Hãy lưu ý đến an toàn và thận trọng hơn trong mọi hoạt động. Theo tử vi, ngũ hoàng bay về phương Tây Bắc trong tháng 3 âm lịch năm 2024 là một yếu tố không thuận lợi cho tuổi Ất Mão. Phương Tây Bắc là phương thuộc hành kim, là hành xung với hành mộc của bản mệnh. Do đó, ngũ hoàng bay về phương này có thể gây ra những xung đột, tranh cãi và mất mát cho tuổi Ất Mão, đặc biệt là trong việc di chuyển và công việc. Việc di chuyển trong tháng này có thể gặp nhiều khó khăn và rủi ro cho tuổi Ất Mão, bản mệnh có thể bị tai nạn giao thông, bị mất đồ, bị lừa đảo hoặc bị trục trặc trong việc đặt vé, khách sạn. Do đó, hãy cẩn thận hơn khi phải đi xa trong thời gian này, tránh để bản thân vướng vào những rắc rối không đáng có. Hãy lưu ý đến an toàn và thận trọng hơn trong mọi hoạt động. Nếu có thể, hãy hạn chế đi lại và ở nhà nhiều hơn. Công việc cũng là một lĩnh vực bị ảnh hưởng tiêu cực bởi ngũ hoàng bay về phương Tây Bắc. Ất Mão có thể gặp nhiều áp lực và căng thẳng trong công việc, bị tranh giành quyền lợi hoặc bị đối thủ cạnh tranh. Bản mệnh cũng có thể bị mất uy tín, danh tiếng hoặc bị sai sót, lỗi lầm trong công việc. Do đó, hãy chú ý hơn đến chất lượng và hiệu quả của công việc, tránh để bị sao nhãng hoặc lơ là. Hãy giữ được sự tỉnh táo và chủ động trong công việc, tránh để bị động hoặc bị chi phối bởi người khác. Tuy nhiên, ngũ hoàng bay về phương Tây Bắc cũng không phải là toàn bộ tiêu cực. Nếu biết cách chủ động và linh hoạt, tuổi Ất Mão cũng có thể tận dụng được những cơ hội và lợi ích từ ngũ hoàng. Phương Tây Bắc là phương thuộc hành kim, là hành sinh cho hành thổ của tài lộc của tuổi Ất Mão. Do đó, ngũ hoàng bay về phương này cũng có thể mang lại những thu nhập và tiền bạc cho bản mệnh, đặc biệt là từ những nguồn thu nhập phụ hoặc những khoản tiết kiệm. Ngoài ra, phương Tây Bắc cũng là phương thuộc hành kim, là hành sinh cho hành thủy của quan lộc của tuổi Ất Mão. Do đó, ngũ hoàng bay về phương này cũng có thể mang lại những cơ hội và sự giúp đỡ từ những người quan trọng hoặc những người có quyền lực cho bản mệnh, đặc biệt là trong việc thăng tiến hoặc mở rộng quan hệ. Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Ất Mão. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Ất Mão sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Ất Mão cùng lắng nghe. Dự ngôn tổng quan tử vi của tuổi Ất Mão trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Sức khỏe của tuổi Ất Mão trong tháng 4 âm lịch không được tốt cho lắm. Những áp lực về công việc, tiền bạc và tình cảm khiến cho bản mệnh mệt mỏi về tinh thần, còn khiến cho con giáp này suy nhược cơ thể, công việc xáo trộn, tinh thần bất ổn, nên có thể sẽ ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của bản mệnh, ăn uống, ngủ nghỉ thiếu điều độ, sức khỏe đi xuống là điều dễ hiểu. Ngoài ra, thời điểm này là tiết lập hạ, trời bắt đầu nóng lên, cơ thể tuổi Ất Mão cũng đang bị ảnh hưởng bởi nội nhiệt, có thể dẫn đến các bệnh về tim, gan, dễ đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, đầy bụng. Trong tháng 4 âm lịch, xuất hiện thiên hình hung tinh, còn báo hiệu về những nguy cơ bản mệnh có thể gặp phải do bệnh tật hay tai nạn bất ngờ. Cửu tử nhập cung Tây Bắc, ở phương vị này, trong nhà nên dọn dẹp sạch sẽ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Luận tử vi năm 2024, tuổi Ất Mão cũng sẽ có một tháng 4 âm lịch vượng tài vượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Cả nguồn thu chính và phụ đều đổ về đều đặn, dù làm ở ngành nghề hay lĩnh vực nào, thì Ất Mão cũng có thể cảm thấy hài lòng về thu nhập hiện tại. Nhờ quý nhân tam hội đưa đường chỉ lối, những chú mèo thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ xã giao, gặp gỡ đối tác hay bạn đồng hành đáng tin cậy. Và hầu hết đối phương đều là người có thực lực kinh tế, đôi bên hỗ trợ nhau khá nhiều, hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn kinh doanh, ký kết hợp đồng mới, Ất Mão cứ mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công sẽ rất cao, các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Tuy nhiên, hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng, nhắc nhở bản mệnh làm ăn muốn lâu dài và bền vững thì phải đi theo con đường chính thống, không nên có tư tưởng đi đường tắt, kẻo lợi bất cập hại. Trong những hạng mục mà bản thân vẫn chỉ là tay mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, Ất Mão cũng không nên liều lĩnh, tốt nhất Ất Mão chỉ nên dừng ở quy mô nhỏ, tránh làm lớn vì tỷ lệ rủi ro cao. Ngoài ra, khi nhìn thấy có dấu hiệu sinh lời thì có thể rút lợi nhuận ngay khi có thể để hạn chế rủi ro không đáng có. Buôn bán cũng khó tránh cạnh tranh, làm ăn cần giấy trắng mực đen cho chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Nhìn chung thời gian này,
không còn cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại, tài chính dư giả, nên Ất Mão muốn gì làm nấy, không ai ngăn được, Ất Mão cũng có thể đi du lịch để mở mang đầu óc, làm mới bản thân và cũng là tạo ra những cảm hứng mới cho giai đoạn tiếp theo. Bản mệnh nhìn ra được những cơ hội phía trước và sẵn sàng cố gắng nỗ lực để đạt được mục tiêu. Tuổi Ất Mão có nhiều ý tưởng để giải quyết những trở ngại trước mắt và tạo được ấn tượng tốt đối với cấp trên sau những thành quả mình đạt được. Điều mà chúng tôi ấn tượng ở Ất Mão chính là lòng kiên trì, bền bỉ, đã quyết gì là làm đến cùng. Nếu đi đúng hướng thì đó sẽ là nền tảng tốt, là bước đệm thành công cho bản mệnh. Nhưng nếu thấy sai hướng thì cần phải biết quay đầu kịp lúc chứ không phải cố đấm ăn xôi. Có điều tuổi Ất Mão cần phải tập trung hơn trong công việc nhé. Có thể khối lượng công việc quá nhiều, lại bị tiểu nhân thiên quang quấy nhiễu, nên con giáp này bị hết việc này tới việc khác làm cho rối bời, cũng dễ xảy ra sai sót hơn. Nếu Ất Mão không khắc phục được việc này, thì dễ lọt bẫy của kẻ tiểu nhân, đánh mất vị trí của mình vào tay họ, đồng thời có thể phải chịu hình phạt khiển trách hoặc đền bù bằng tiền bạc nữa. Bước sang tháng 4 âm lịch, chuyện tình cảm của tuổi Ất Mão đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm tới. Dù là người có đôi, có cặp hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu. Với người độc thân, vận đào hoa đương lúc vượng, không khó để Ất Mão có thể tìm cho mình một người có thể yêu thương và sẻ chia cuộc sống, chỉ cần chịu hạ bớt tiêu chuẩn xuống một chút, Ất Mão sẽ nhận ra vốn dĩ tình yêu vẫn luôn ở quanh mình. Nếu có người tiếp cận trong thời gian này, hãy mạnh dạn, chủ động nắm bắt cơ hội, nắm lấy hạnh phúc cho chính mình. Các cặp đôi luôn biết cách vun vén mối quan hệ, nên hiếm khi xảy ra cãi vã. Nếu tình cảm đã ở giai đoạn ổn định, cả hai có thể tính chuyện hôn nhân đại sự. Sau khi đã cùng nhau trải qua không ít biến cố, tình yêu càng được củng cố và bền chặt. Xem phi tinh tháng, nhất bạch chủ đào hoa bay về cung Đông Bắc. Nếu muốn kích hoạt đào hoa, thúc vượng nhân duyên tốt lành, tuổi Ất Mão nên đặt một lọ hoa tươi ở phương vị này. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Ất Mão 1975, cát tinh tương trợ, lộc giàu bất tận đúng 3 tháng tới. Cô bác anh chị Ất Mão thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Minh Đường Tử Vi biết rằng, thời tiết những ngày vừa qua chẳng dễ chịu là mấy, cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn, để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn và lưu thông cô bác anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt, thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe, thì Minh Đường Tử Vi tin rằng, với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng, thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video. Để Minh Đường Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này, Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi bản mệnh Ất Mão trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Luận tử vi năm 2024 trong tháng 5 âm lịch, thể trạng của bản mệnh rất tốt, lại được âm dương hài hòa hỗ trợ, sức khỏe đảm bảo, hầu như không ốm đau, bệnh tật. Có điều, sự xuất hiện đột ngột của thiên nguyệt hung tinh có thể mang theo điềm báo về tai nạn bất ngờ, họa huyết quang, khi xuất hành xa, bản mệnh hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, theo quan điểm đông y, mùa hạ ứng với tạng tâm, tim, muốn bảo vệ tạng tâm, cần giữ cho thần trí cởi mở, vui vẻ, không cáu giận. Khi đó, tâm hồn giống như khí sắc phồn thịnh, tươi tốt của cảnh vật mùa hạ, ấy cũng là thuận theo tự nhiên, sức khỏe ắt được đảm bảo. Ngoài ra, bản mệnh nên hạn chế ăn nội tạng động vật, nhất là tim, gan, bởi tâm khí đã vượng sẵn, lại dùng các món tim động vật bồi bổ, dễ dẫn đến tình trạng thái quá, tạo ra dâm khí, có hại đối với sức khỏe. Cùng với công việc thuận lợi, tình hình tài chính của người tuổi Ất Mão cũng khởi sắc, thời điểm này thứ tài dồi dào, nhất là vào giai đoạn cuối tháng. Bản mệnh đón không ít tin vui về tiền bạc, đó có thể là một khoản lãi suất nào đó, cũng có thể là doanh thu vượt mức hoặc một khoản nợ được ai đó hoàn trả. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với công việc hiện tại, vì mọi việc mang tính chất lặp đi lặp lại, còn bị bó hẹp trong một không gian văn phòng nhất định, nên đôi khi có cảm giác tẻ nhạt, nhàm chán, tự bản thân mỗi người cần tìm cách làm mới công việc hàng ngày, hay ít nhất là làm mới tư duy, tinh thần, có như vậy hiệu quả công việc mới dần được cải thiện và nâng cao. Khi hợp tác làm ăn, người tuổi Ất Mão có thể chủ động bắt tay với người tuổi Mùi, Tỵ hoặc Tuất sẽ rất có lợi. Tuy nhiên, với người tuổi Dậu lại cần đề cao cảnh giác,
đã gọi là hợp tác làm ăn, đừng tự ý hành động mà không có sự thống nhất giữa các bên, điều đó sẽ khiến mâu thuẫn và tranh chấp phát sinh. Bên cạnh đó, cần hành sự thận trọng, đừng tin tưởng người khác một cách tuyệt đối, kẻo bị đâm sau lưng. Người tuổi Ất Mão nên hợp tác làm ăn với tuổi nào? Ất Mão thường tương phá, đại diện cho thế lực tiểu nhân gây điều phiền nhiễu, hành sự cẩn thận khi làm ăn với người tuổi Thìn. Trong tháng 5 âm lịch, mệnh chủ cần lưu ý sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh, mang tới điềm báo phá tài, có tiền nên quản lý chặt kẻo tiền vào túi rồi lại ra ngay tức thì. Càng những tháng cuối năm, nhu cầu chi tiêu, mua sắm càng nhiều, tuổi Ất Mão nên cân đối lại thu chi, học cách tiêu tiền khoa học hơn, hạn chế mua những món đồ không cần thiết. Khi đi xa, chú ý giữ gìn, bảo quản hành lý cẩn thận, tránh bị mất cắp, đồng thời hạn chế mang trên người nhiều đồ quý giá. Nhiều tiền mặt kẻo thu hút kẻ xấu, họa vô đơn chí, vừa mất tiền, vừa nguy hiểm tính mạng. Theo phi tinh tháng 5 âm lịch, bát bạch đương vận lại đồng cung ở chính đông. Đây được coi là phương vị mang lại may mắn và sự thịnh vượng gấp đôi trong tháng. Tại bàn làm việc hoặc văn phòng làm việc, phòng khách nhà ở, tuổi Ất Mão có thể bài trí cây tài lộc để kích vượng cát khí từ bát bạch tài tinh. Tuổi Ất Mão bản tính chân thành, chịu thương, chịu khó, làm việc hăng hái và có lối tư duy thực tế, tuy nhiên, bản mệnh lại khá bảo thủ. Tài lộc vì thế mà chưa thể hanh thông cực độ, treo một chậu dứa cảnh nến ở phía đông của bàn làm việc sẽ trợ giúp con đường làm giàu cho Ất Mão. Theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp để chủ động nắm bắt vận trình tài lộc cũng như ứng dụng phong thủy vào cuộc sống thường nhật, theo dõi tử vi tuổi Ất Mão tháng 5 âm lịch. Vận trình sự nghiệp của con giáp này đang tăng tiến, có nhiều điềm báo vui mừng, trong tháng có quý nhân hỗ trợ, thái âm cho thấy quý nhân là nữ mệnh. Nhờ có quý nhân chỉ lối dẫn đường mà con giáp này có thể đạt được mục tiêu của mình nhanh chóng hơn trước, không cần phải đi đường vòng mất nhiều thời gian và sức lực như trước nữa. Sẽ có vài biến động trong công việc của con giáp này, có thể tuổi Ất Mão sẽ được sắp xếp lại công việc mình phụ trách hay thay đổi nơi làm việc. Mỗi một sự thay đổi đều là cơ hội tốt để con giáp này học hỏi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình. Mệnh chủ về cuối tháng dễ gặp phải những chuyện không như ý, có thể bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp kèn cựa hay khách hàng gây khó dễ, hãy giữ bình tĩnh nhất có thể, đừng để cho mình trở nên bốc đồng, thiếu kiểm soát. Đừng bỏ qua cách bố trí cây phát tài ở văn phòng cực kỳ hữu ích, tài lộc tăng tiến không ngừng, bước sang tháng 5 âm lịch, nhị hợp cục giúp nhân duyên của Ất Mão hanh thông phơi phới, vận đào hoa đương độ nở rộ, nam nữ độc thân nhân nếu đà này, chủ động tham gia các hoạt động tập thể, mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội tìm thấy nửa kia ưng ý theo đó sẽ nhiều hơn. Chỉ cần bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình và quan trọng là chịu mở lòng mình hơn thì mới có thể thúc đẩy nhân duyên, sẽ không khó để chấm dứt tình trạng cô đơn một mình hiện tại. Tuy nhiên, người độc thân cũng không nên quá vội vàng trong chuyện tình cảm, sống chậm một chút để mọi thứ diễn ra theo đúng tuần tự, đừng đốt cháy giai đoạn kẻo sau này lại hối không kịp. Ất Mão cũng cần có sự rõ ràng và dứt khoát, đặc biệt là phân biệt rõ giữa mối quan hệ công và tư, tránh để tình cảm riêng ảnh hưởng tới phán đoán và quyết định của bản thân. Môi trường công việc có thể mang tới cho Ất Mão nhiều mối quan hệ rộng mở, cũng được tiếp xúc với nhiều đối tượng tiềm năng, song cũng rất dễ tồn tại những mối quan hệ mập mờ. Nếu không làm chủ được cảm xúc của mình, Ất Mão có thể vô tình vướng phải rắc rối tình cảm, ảnh hưởng tới danh tiếng và cả công việc của bản thân. Với các cặp đôi hay các cặp vợ chồng, tình cảm giữa hai người ngày càng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm. Bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chu đáo, một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này nhờ nguyệt lệnh lâm thai ủng hộ. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất Ất Mão 1975 cát tinh tương trợ. Lộc giàu bất tận đúng 3 tháng tới từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót nếu có chỗ nào không phải. Mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý. Đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Ất Mão thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Ất Mão nhận được thật nhiều phước lành,
sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.